Ok anh em nha, chào mừng anh em đến với channel của mình. Hôm nay mình thử lái chiếc siêu xe của mình đi đón khách. Mình chọn phương thức là mình sẽ lái xe dịch vụ Grab nha. Thì mình review sơ cho anh em xem cái xe của mình. Để anh em đó, chiếc xe của mình hiện tại đang lái là một chiếc xe màu xanh rất là đẹp. Và cái anh em nhìn thấy cái bánh mâm, một bánh mâm màu tím, màu hường, rất là cá tính, rất là mạnh mẽ luôn. Rồi trước là có xe chống gọi là có cái dàn lọc gió rất ok. Và hiện tại trên màn hình thì mình đã nhận một cái cuộc gọi để mà bút xe rồi, giờ mình sẽ chọn nha anh em, chọn xem người khách họ hiện tại xe mình đang đứng đây và có một cái biểu cách VIP màu cam, mình sẽ chọn này đó. Và bây giờ mình sẽ chạy theo cái lộ trình để mình đi đón khách nha anh em. Thì trên đường đi mình sẽ review cho anh em xem nha. Đường phố hôm nay rất là đẹp và chiếc xe của mình là như thường lệ biển số là 77B13865. Rồi tới thôi, tới nè. Bây giờ mình sẽ tới chỗ cái bồn bên này kia, mình mới vẹo nha. Thì xe này chạy rất nhanh cho nên là chỗ đây vẹo chưa ta, vẹo đây anh em, vẹo này. Ok, chưa, bị sai bản đồ rồi, tới cho kim mới vẹo. Chút xíu là đón sai khách rồi. Thì một người khách màu cam, khách màu cam là khách VIP nha anh em. Khách VIP thì họ rất là, gọi là họ rất là kén xe. Nếu mà anh em lái chiếc xe mà xe bình thường là họ sẽ từ chối ngay. Mình đã thử rồi cho nên là mình rất là bực mình, nâng cấp xe liền. Mình nâng cách, mình lái chiếc siêu xe lên để mình đi đón khách. Và đây là người khách rất là sang. Những người khách mà màu xanh á, anh em bấm lên cái hệ thống mà khách đặt á, thì màu xanh lá cây á là khách bình thường nha, còn cam như là khách VIP nha. Khách VIP thì rất khó nha anh em, nếu mà lái chiếc siêu không phải là siêu xe mà xe bình thường là không đi đâu, tới nó quắt liền, nó trẻ xe liền à. Lên xíu nữa cô. Ok. Ok, chào anh, đi lên nha. Rồi à, xe bạn không đủ tốt à, cái xe mình không đủ tốt gì ta, anh em thấy không, mình nói rõ ràng luôn. Rồi về gara nâng cấp lên thôi, gara nâng cấp lên anh em, vải cái nồi. Bây giờ là phải nâng cấp cái xe lên, nó đang bị một vấn đề là nhiều cái bánh mâm đó. Ok anh em, thì vừa rồi là chiếc xe đầu tiên thì anh em thấy đó, nó chê xe mình dở quá, rồi thắt dây an toàn luôn. Bây giờ mình sẽ chọn mỗi người khách đơn giản thôi, còn dù khách kia thì mình từ từ mình nâng cấp sau. Một người khách màu xanh lá cây này. Đó, ok, đã nhận cuộc gọi rồi thì bây giờ đi thôi anh em. Bây giờ mình sẽ quẹo chỗ này. Quẹo chỗ này. Ủa, phải, sorry anh em. Yeah, xe mình quên là rồi đi tới đèn đỏ, mình xanh đỏ mới thả khách xuống. Tới xanh đỏ mới từ từ chưa nhắc mình lạc đi lái rồi, từ từ nha. Rồi quẹo này, quẹo phải chỗ này nè. Nói chung khách mà khách xanh lá cây thì mà khách có thể đợi mình anh em, còn khách mà khách da cam từ từ đợi cái ông cũng đi qua đường, hình như mình vượt đèn đỏ đúng không. Ok, xíu nào đi phạt anh em. Rồi đi thẳng tới chỗ kia là mình vượt phải nha. Nói chung là thôi quẹo này, sorry. Trời, cái bà này phải đi kỳ bá, đi muốn bị công an hốt sao nè. Rồi bây giờ mình sẽ đón người khách đầu tiên của mình anh em, từ từ nha, đừng nóng vội, mới có khách đừng có mà nôn nóng, từ từ chạy từ từ thôi. Vẹo chỗ này, vẹo theo chỗ này. Đường trong này thì nói chung là trong đây là một khu dân cư rất là phát triển anh em, đường xá cũng ok, dù đường bê tông không phải đường nhựa đổ dầu nhựa nhưng mà chạy cũng được rồi, nói chung là chạy ổn. Nó có cái vỉa hè để cho người đi bộ đi được rồi, không phải băng băng cũng được. Rồi
xe mình thì mình chạy nó cũng êm, nó không có gì hết đó. Một chiếc siêu, chiếc siêu xe, đúng là xe dân ở đây họ dân trí họ cao, có điều kiện cho nên là họ muốn chạy xe đón xe sang đi không à, cho nên là đi mà xe cái quèn là không chịu dừng lại cho mình đón bây giờ đó. Cho nên là đợt sau mình sẽ cố gắng nâng cấp xe này nó xịn hơn nữa, xe cỡ này mà còn chưa xịn nữa hơi thua luôn đó. Quẹo cái này nha, hình như khách đứng bên phải nữa. Hồi hên quá, có khách, khách này không? Rồi khách màu xanh, khách màu xanh lá cây thì ok, em mời anh lên nha. Anh này thì anh dễ chịu, anh không có chê đâu. Đó, ok anh em, khách lên rồi. Ok, hi, thank you. Rồi, mình sẽ chở khách đi vòng lại anh em. Vòng lại nha. Vòng lại. Nói chung là khách ở đây thì đi cái khoảng cái khoảng cách nó cũng gần chứ không xa, cho nên là mình tha hồ mình chạy thôi, làm một cuốc này thôi nha anh em, làm một cuốc thôi, không có chạy nhiều đâu, test người khách đầu tiên thôi, tại vì mới chạy mà chạy nhiều là cũng mệt mỏi làm biết, cho nên chạy một chuyến thôi và chuyến sau mình sẽ chạy tốt hơn và mình sẽ đầu tư thời gian nhiều hơn để chạy. Còn hôm nay chạy thử thôi. Đó. Anh em lái trong cái khu phố này là anh em đấy nha, có những chiếc người ta đi trên chiếc xe mà ta đứng ta hay đứng xe điện nó đi đó, rất là nhiều cho nên là không khéo là dễ bị mang quạ nó hốt người ta. Ok, đợi xíu đi. Lên. Lên. Rồi mình biểu trái chỗ này nha anh em. Biểu trái chỗ này rồi mình đi vô còn nữa mình sẽ trả khách. Nói chung là đường xá nó đông quá cho nên là không chuẩn bị nhanh. Từ từ thôi. Mình siêu xe nữa mà mình chạy nhanh chi. Chạy nhanh lỡ có vấn đề gì sao? An toàn là trên hết. Ok, rồi. Tới đây là biểu phải anh em. Ok. Ok. Thắng lại. Phải chạy từ từ, chạy nhanh quá rất là nguy hiểm luôn. Mặc dù siêu xe tiến vô nẹt rất là hay nhưng mà nếu mà đường trống thì chạy được, còn chỗ này nó chạy lõm chõm nó cua dữ quá làm sao chạy được. Nhiều khi xử lý không hết là ăn cho hết đó. Đúng rồi, xử lý không hết thì ăn cho hết chai ăn. Ok. Tấu hài xíu anh em. Rồi gần tới. Ok, đợi xíu nữa nha. Ok, rất là nghiêm luôn anh em. Rồi. Mình thấy cái chỗ màu xanh xanh kia là chỗ trả khách rồi. Ok, mình sẽ từ. Mình sẽ tấp xin nhanh vô nha. Xin nhanh vô. Xong chưa người ơi. Ok, ok, xong rồi, về liền. Đang chạy xin. Ok. Rồi trả khách nha anh em. Trả khách. Cảm ơn anh nhiều nha. Trời ơi, hôm nay được nhiêu? 372 đô anh em. Ok, rồi cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem cái video của mình và đừng quên like video, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình nha, ủng hộ mình nha. Mình sẽ cố gắng làm những video thật là hay và giải trí, mang tính giải trí cho anh em để xem anh em có những cái trải nghiệm thật sự thú vị. Và anh em nào mà muốn chơi game này thì tải về chơi cùng trải nghiệm nha. Ok, bye mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.